Xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh với anh Vintagewest. Trước tiên rất cảm ơn các bác trong thời gian qua đã ủng hộ em. Hôm nay em sẽ lên một cây kính, đó là kính Đức Bồ La Mi bọc vàng của Pháp, cổ sản xuất thập niên 1950, mắt màu xanh rong muống. Ở cầu giữa thì nó có hai cái chuyện vuông này, đó là những cái biểu hiện của logo hãng ngày xưa. Đó, các bác đang xem trên kênh về anh Vintage Watt thì các bác có thể ấn nút đăng ký màu đỏ bên dưới góc màn hình để được cập nhật những video mới nhất và thường xuyên của em. Kính thỉnh nguyên trên toàn bộ nha. Những cái mắt này thì các bác có thể về các bác thay là mắt cận thị, lão thị, viễn thị, đoạn thị tùy theo ý thích. Còn mắt xanh rau muống này thì các bác đi được, có thể đi được cả ngày hay buổi tối nữa, nó rất là tốt vì xanh rau muống nhạt. Đây là cây Đức Bồ La Mi của Pháp, sản xuất thập niên 1950-60. Đang quay đang các góc độ để các bác nhìn này. Bác xem nào, xem trên video này có thể mà nó chưa thật ảnh lắm, chưa rõ lắm thì em có thể gửi hình ảnh ngoài ngoài trời thì qua Zalo, Viber thì hình ảnh thực. Đó, các bác ở gần thì có thể qua nhà em chơi và xem được. Các bác xa tỉnh thì các bác có thể em có thể gửi qua đường bưu điện, ô tô, máy bay, tàu hỏa tùy theo chuyến xe của ngày hôm đó nó thuận tiện và thuận lợi nhất thì em sẽ gửi. Mách xanh rau muống nha. Để con dáng này nó hơi quả trứng một chút, bác nào thích đi cái mắt xanh này đi mũ Mỹ USA cũng sống mũi đấy thì đó nó là rất là đẹp luôn, nó đồng bộ xanh. Kính này và giá của nó thì cũng êm ái thôi, 4,5 triệu các bác nhé. Size của nó là khá to đấy, 1/42. Rất cảm ơn các bác đã ủng hộ em trong thời gian qua.